Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình làm clip review lại cái sản phẩm bằng mixer thương hiệu Sourcraft, model này FX16 ha, bằng mixer xịn, hàng bãi xịn Campuchia về. Hàng này là mixer của Anh, Sourcraft của Anh, hàng xịn sò, điện áp 120V, có cục adapter còn riêng luôn ha. Đây adapter đây, Spirit Sourcraft không. Đây máy đen Yến Linh ha, điện áp 120V, hàng bãi xịn của Anh Quốc. Hàng thế này thì không thể nói ít nhái ở đây ha, phải nói hai từ một chất, quá đẳng cấp. Hàng máy đen Yến Linh, thị trường Việt Nam kiếm trên đầu ngón tay. Thì bàn mixer này em cũng nói sơ qua tí xíu là nó có 16 line mono hết. Hàng xịn thì không có ST ha, mono hết. Và thêm 100 kênh echo reverb. Đây, có sẵn 100 kênh echo reverb luôn đây. Đây, 100 kênh echo reverb. 100 kênh echo reverb chỉnh bằng cái này ha, tí xíu nữa em nói sơ qua, em giới thiệu chút xíu em bày cách chỉnh. Line sub, nhắn này sub đầy đủ hết. Nó chắc âm quét tuyệt vời. Lê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lê 6 10. Em đang test ở chế độ reverb. Mình chỉnh con này qua chế độ echo cũng đơn giản thôi. Bằng cách là chỉnh bằng cách thế này ha. Khi ta nhấn cái nút này thì ta kiểm tra nó đang ở chương trình nào và chế độ nào. Đấy. Còn cái này là cái kênh. Kênh nó gồm là từ kênh số 1 đến kênh số 16. Thì kênh số 1 nó là kênh effect này, tương đương với số 1 là reverb, tới đến kênh số 16 là delay ha. Mình sẽ giống cái hàng này qua, từ số 1 qua này, số 2 qua, số 16 qua này. Đấy, là mình chỉnh cái kênh này, là Pro Game Select, chọn cái kênh trước ha. Sau khi tôi chọn cái kênh rồi là tôi chỉnh cái parameter 1 là chỉnh chế độ reverb, đuôi ngắn, đuôi dài. Hoặc là chỉnh parameter 2 là chỉnh thêm cái đuôi phụ nữa ha, thời gian trở delay. Ví dụ như em đang đỡ kênh số 8 này ha. Kênh số 8, ví dụ kênh số 8 là kênh reverb time không? Thì cái parameter 1 là mình nhấn xuống này nè. Đó, cái đèn đỏ sáng lên ha. Nhấn lên này, nhấn cái nút này ha. Nhấn này là đèn đỏ sáng lên, mình sẽ vặn. Bằng cách mình đè tay xuống sáng cái đèn này, mình vặn đây này. Đó, vặn ha, vặn nó sẽ chuyển đi ha. Vặn đi nó chuyển. Mình nhấn cái nút parameter 1 ha, mình vặn đi ha. Vặn đi. Đó là mình sẽ chọn cái chế độ parameter 1 đây. Parameter 1 là sẽ dụ như mình chọn số 8 thì nó sẽ tương đương với là reverb. Đúng không? Rồi cái parameter 2 bên đây. Parameter 2 bên đây thì mình sẽ chọn theo cái độ ngắn dài của đuôi của cái tiếng tùy theo kênh không? Parameter 2 bằng cách mình nhấn vào đây. Đây kiểm tra này. Em Trang đang chọn ở chế độ 16 này. Parameter 2 là 16. Đấy, đơn giản thôi. Còn kênh là mình gọi ra. Kênh là từ kênh số 1 đến kênh số 16 mình gọi kênh ra. Ví dụ em đang gọi kênh số 8 là kênh reverb này. Lê 6 10. Rồi, kênh echo đúng không? Mình vặn qua. Kênh echo là mình sẽ vặn cái nút này ha. Vặn cái nút này đi. Ví dụ như em gọi kênh 12 đi ha. Kênh 12 đi, nó sẽ là echo. Lê 1 2 3 4 5 6 7. Lúc này thì mình thấy cái đuôi nó đuôi reverb chứ đuôi echo nó sẽ khác đúng không? Như bây giờ mình kiểm tra cái parameter 1 nếu khi mình chuyển kênh ha, mình chuyển kênh là ở echo đúng không, thì mình sẽ gọi cái kênh parameter 1 là nhiêu, thì mình ở echo ở đây nó tương ứng với số 11 thì mình cũng phải lăn ra đi ha, bấm giữ nút parameter 1 giữ này, lăn đi này, lăn cho nó que ha. Đó, nó que rồi không, thử nha. Lê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó là em đang mới chỉnh cái parameter 1 không? Còn parameter 2 mình sẽ chỉnh làm sao giờ để cho parameter 2 cũng vậy, mình chỉnh cái đuôi lại nó hơi bị chậm đúng không? Mình chỉnh cho nó nhanh lại tí. Mình sẽ đè xuống nút rồi mình lăn đi. Ok. Lên 6 7 8 9 10. Đó,
khác được không? Đó là ở chỗ. Ví dụ mình chọn kênh khác này, kênh số 10 đi. Lên 6 10. Nói chung là cái này là rất là đơn giản, chỉnh trong một nốt nhạc là xong ngay. Anh em nào chuyên nghiệp là chỉnh rất dễ, không gì khó hết. Thằng bảy về mà nó còn đẹp nghiêng thành đổ nước thôi, quá đẹp. Người anh em nào có nhu cầu sở hữu những cái sản phẩm bãi đẹp và chắc như thế này thì vui lòng liên hệ ha, liên hệ qua cái số điện thoại này và cái địa chỉ này ha. Bản mixer này em bán với giá 12.500.000. Trước khi người anh em nào muốn mua một hàng nào thì cứ lên ông thầy Google, ông là cầm cương ném một, cứ lên ông thầy đó mà hỏi, tìm hiểu sản phẩm hết sức kỹ rồi hãy đưa ra cái giá quyết định để mà mua. Có rất nhiều đơn vị bán, ví dụ như cái chỗ nào bán giá bao nhiêu, sao tình trạng hoạt động của tất cả các bàn mixer như thế nào và tính chất mới cũ nữa ha. Còn em là còn riêng nghiêng đai nghiêng kiện, nghiêng cái cục adapter riêng của nó luôn đấy. Adapter này chạy điện 120 luôn nha, hàng xịn sò thì lúc nào cũng vậy thôi, về là đủ bộ, chỉ thiếu thùng thôi, thiếu bỏ thùng thôi. Con này phải nói đẹp xuất sắc, chất lượng âm thanh thì khói bàn rồi. Anh em chơi show chậu thì bơi hết vào đây để nghiên cứu, chứ cái này thì mình để dùng que thì mới biết, còn không dùng thì có nói thánh nói thần cũng bó giờ. Nói chung là phải biết về sản phẩm thì mới dùng được, còn không biết thì bó tay, tìm hiểu kỹ rồi mới chọn lọc sản phẩm mua ha. Con này rất là chuẩn, em còn bàn mixer rất là nhiều ha, nhiều lắm, mixer nhiều lắm, lo cổ, lo đài, lũ khủ lẫn hẳn, lo 3 tắc, 2 tắc, 4 tắc, súp hầm, súp đơn, súp mỹ, đủ kiểu ha, đủ kiểu. Thôi anh em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại này ha, thì cho mình cái nút like ha, ủng hộ kênh. Và nhớ nhấn nút đăng ký kênh, bấm một cái nút chuông và chọn cái chế độ tất cả. Khi mình lên clip thì nó sẽ báo cho các bạn xem ha. Rồi chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.